liên quan đến vụ việc nam sinh lớp 9A1 của trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội bị đuối nước tại bể bơi của trường. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã khởi tố vụ án tạm giữ hình sự đối với Trần Lâm Thắng, sinh năm 1999, giáo viên môn bơi của trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam, về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, chiều ngày 22 tháng 8, lớp 9A1 trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam có tiết học bơi từ 13h20 phút đến 14 giờ do giáo viên Trần Lâm Thắng phụ trách. Sau khi cho học sinh khởi động khoảng 10 phút, giáo viên Trần Lâm Thắng chia một nhóm tự hoạt động thể thao tại khu vực sân trường. Nhóm còn lại gồm 11 học sinh, trong đó có học sinh A, được giáo viên Thắng trực tiếp dẫn vào bể bơi để thực hành bơi. Sau khi dẫn học sinh vào bể bơi, giáo viên này không phổ biến hướng dẫn mà ngồi ở ghế đầu bể bơi để cho các học sinh tự do xuống bơi thực hành. Quá trình này, giáo viên không quản lý giám sát mà chỉ ngồi một vị trí và thường xuyên sử dụng điện thoại di động. Do đó, giáo viên Thắng đã không phát hiện việc học sinh A xuống bể bơi, nhưng không bơi mà chỉ đi đến đoạn qua dây phao ngăn cách độ sâu 1,2m và 1,55m thì không đi được nữa. Học sinh này vùng vẫy liên tục trong thời gian khoảng 3 phút trước khi bị chìm. Sau khi học sinh bị chìm xuống đáy bể bơi, giáo viên Thắng vẫn ngồi vị trí cũ sử dụng điện thoại di động. Khoảng 20 phút sau thì gọi và yêu cầu các học sinh lên bờ, rồi cho lớp tự giải tán. Lúc này vẫn chưa ai phát hiện A bị chìm. Đến 14 giờ 6 phút, nhân viên đi dọn vệ sinh bể bơi thì phát hiện học sinh A nằm bất động nên cùng một số giáo viên trong trường đưa đi cấp cứu. Cơ quan chức năng xác định học sinh A đã tử vong ngoại viện.